Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất thân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo China News Service đưa tin, từ 2 ngày qua, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên có mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã cử 107 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải cứu người bị nạn, 58 người bị mắc kẹt, 221 người được chuyển đi an toàn. Vào tối ngày 23 tháng 8, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống quận Long Mã Đàm của Lô Châu gây ngập úng trong khu vực Ngọc Đại của nhà máy Carbon Black, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Sau khi xảy ra thiên tai, 18 cán bộ chiến sĩ thuộc biệt đội Lô Châu đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với dây cứu sinh, đèn chiếu sáng và các công cụ khác để giải cứu và sơ tán thành công 19 người bị mắc kẹt đến khu vực an toàn. Đêm đó, quận Từ Vĩnh cũng bất ngờ có mưa lớn khiến nước sông dâng cao, con đường dẫn đến khu dân cư dưới cầu Thắng Lợi ở quận Từ Vĩnh bị ngập lụt và nhiều người bị mắc kẹt. Cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy dùng dụng cụ cứu hộ mở một đường dẫn cứu nạn từ tầng 2 và giải cứu thành công 30 người mắc kẹt. Tại một cây cầu lớn ở ngoại ô thành phố, nước sông dâng cao, một số ngôi nhà bị lũ nhấn chìm, nhiều người mắc kẹt. Cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã dùng xuồng cao su giải cứu thành công 5 người mắc kẹt trong vùng lũ. Trên phố Sơn Tây, nhà dân bị ngập do nước sông dâng cao, một số người dân bị mắc kẹt trong nhà của họ. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã giải cứu được 21 người mắc kẹt. Theo tin tức do Đài quan sát khí tượng Lô Châu đưa ra, bắt đầu từ chiều ngày Chủ nhật, mưa lớn đã đổ xuống quận Giang Dương, quận Long Mã Đàm, quận Na Xi, quận Từ Vĩnh, quận Hà Giang và quận Lu ở thành phố Lô Châu. Vào lúc 23 giờ 15 phút ngày Chủ nhật, cảnh báo mưa bão màu vàng đã được nâng cấp thành cảnh báo màu cam và cảnh báo màu cam vẫn chưa được dỡ bỏ cho đến 7 giờ 31 phút ngày thứ Hai. Được biết, những trận mưa bão lớn được theo dõi ở thành phố Lô Châu chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm và phía nam của Từ Vĩnh, phía tây bắc của Cố Lâm và một phần của Nạc Tây, Giang Dương và Hà Giang. Có 87 trạm có mưa vừa và 44 trạm có mưa lớn, quận Điền Đường Khẩu 107,3mm, quận Long Mã Đàm là 93,3mm, quận Nạc Tây, Khu Ba 136,5mm, huyện Lữ Thái Phúc là 80,9mm, huyện Hà Giang, Diệu Bá, Quốc Toàn Nham 125,1mm, huyện Hứa Vĩnh, Trần Đông 170mm. Được biết, trận mưa xối xả đã khiến một con đường ở Lô Châu bị sập, đường bị cuốn trôi và giao thông đường bộ bị gián đoạn. Hiện địa phương đang dốc hết sức chống lũ, cứu hộ các tuyến đường bị hư hỏng. Tin tức tài khoản WeChat chính thức bị ảnh hưởng bởi luồng không khí phía Tây Nam có lượng mưa lớn ở phía Nam và phía Tây của huyện Ứng Giang, tỉnh Đề Hồng, tỉnh Vân Nam. Trong số đó, lượng mưa kéo dài 20 giờ ở làng Tuyết Lý, thị trấn Tài Bình đạt 310,1mm. Mưa xối xả gây ra lũ lụt nghiêm trọng và lở đất. Kiểm tra sơ bộ tính đến 17 giờ ngày 24 tháng 8, thiên tai đã khiến tổng cộng 15.800 hộ gia đình tại 5 thị trấn và một khu dân cư nông trường ở huyện Ứng Giang, thị trấn Tài Bình, thị trấn Nông Trường, thị trấn Đồng Bì Quan, thị trấn Tây Mã và thị trấn Nam bị ảnh hưởng với 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương nhẹ. 120 ngôi nhà bị hư hại, 82,11 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 46,39 hecta bị hư hại và 26,6 hecta bị phá hủy, 19 công trình nước sinh hoạt nông thôn bị hư hỏng, 3 tuyến đường chính đã bị phong tỏa. Thiên tai cũng gây thiệt hại cho một số cơ sở điện và thông tin liên lạc. Sau thiên tai, tỉnh huyện Đức Hồng và Ứng Giang đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 2, tổ chức hơn 3.000 lực lượng cứu hộ để tiến hành cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, giải cứu 19 người bị mắc kẹt và chuyển 825 người từ 201 hộ gia đình đến nơi tránh trú khẩn cấp. Dòng chảy thượng nguồn sông Dương Tử dâng cao, Nghi Tân, Lô Châu hứng chịu lũ lụt. Sáng sớm ngày 24 tháng 8, đoạn Nghi Tân của sông Kim Sa, Tứ Xuyên đã đạt đỉnh lũ. Mực nước đỉnh lũ đạt 280,28m, cao hơn mực nước đảm bảo 1,28m. Hôm qua, mọi người theo dõi chế độ nước tại ngã ba sông Mân Giang, sông Kim Sa và sông Dương Tử ở Chi Pin, Tứ Xuyên. Đường Bình Hải ngập nước ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 11 giờ sáng qua. Đỉnh lũ cực lớn đã vượt qua đoạn Lô Châu của sông Dương Tử ở Tứ Xuyên, một phần khu đô thị Lô Châu bị ngập lụt.
lực lượng cứu hộ đã chuyển những người bị mắc kẹt tại quận Long Mã Đàm, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, nơi bị ngập úng nghiêm trọng đến nơi tạm trú an toàn. Vào sáng ngày 24 tháng 8, lưu lượng nước đến từ thượng nguồn sông Dương Tử đã tăng lên 46.000 m3 mỗi giây, theo dự đoán mới nhất của Cục Phòng chống lụt bão. Đỉnh lũ với lưu lượng dòng chảy khoảng 70.000 m3 mỗi giây dự kiến sẽ đổ bộ vào đập Tam Hiệp vào khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 8, có quy mô tương đương với trận lũ lớn xảy ra vào năm 2010. Mưa bão khu vực ở thành phố Đại Châu bắt đầu vào tối ngày thứ Ba vẫn đang tiếp diễn. Tính đến 8 giờ ngày thứ Năm, trong thành phố có 129 trạm lượng mưa vượt quá 50mm, 10 trạm vượt quá 100mm và Huyền Hàn, Thanh Vân có lượng mưa lớn nhất là 141,8mm. Trận lụt này tại Bạch Hà và Khúc Giang do lượng mưa lớn trong khu vực đã đi qua khu vực đô thị Quất Tiên vào sáng ngày thứ Năm. Trạm thủy văn Bách Hợp Phượng Đàm vào lúc 17 giờ ngày thứ Tư, mực nước đỉnh lũ là 297,42m, tốc độ dòng chảy đỉnh lũ là 11.900m3 mỗi giây. Tại trạm thủy văn Khúc Giang San, lúc 3 giờ ngày thứ Năm, mực nước đỉnh lũ là 257,72m, tốc độ dòng chảy đỉnh lũ là 15.600m3 mỗi giây. Khu đô thị Khuất Tiên lúc 8 giờ 30 phút ngày thứ Năm, mực nước đỉnh lũ là 245,5m, tốc độ dòng chảy tương ứng là 16.400m3 mỗi giây. Được biết, lũ lụt đã khiến 7 thị trấn ở thị trấn Giang Linh, thị trấn Kiều Loan, thị trấn City, thị trấn Bắc Miêu, thành phố Khuất Tiên, thị trấn Sơn Hội, thị trấn Tu Si và thị trấn Lý Độ ở huyện Đại Tiên, thành phố Khuất Tiên bị ngập lụt và nhấn chìm từ 2 đến 6m. Hiện mực nước các nơi trên đã xuống. Ngày 24 tháng 8, sông Phục Hy ở huyện Phủ Thuận, thành phố Tử Cống ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên, mực nước đang dâng cao và thị trấn Đặng Cảnh Quan Sương chìm trong biển nước bao la. Những trận mưa xối xả trong vài ngày qua đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở Tử Cống, Nghi Tân, Lô Châu và các thành phố khác ở miền nam Tứ Xuyên, người dân chịu thiệt hại nặng nề. Thành phố Lô Châu phải hứng chịu đỉnh lũ nghiêm trọng 50 năm mới có một lần. Và lúc 18 giờ, nhóm phóng viên thông tấn xã Trung Quốc đã đến hiện trường trận mưa lũ lớn ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Đỉnh lũ cao nhất đạt 19,62m, cao hơn 3,12m so với mực nước đảm bảo 16,5m. Nhà của một thành viên trong gia đình bị ngập lụt ở khu vực Đặng Cảnh Quan, huyện Phủ Thuận và đồ đạc của họ đang được chuyển đi. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục ở thượng nguồn, huyện Phủ Thuận, Đặng Cảnh Quan và những nơi khác ở Tứ Xuyên đã phải hứng chịu lũ lụt, khiến một số khu vực trũng thấp bị ngập lụt trên đường phố và một số ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Một số cơ sở kinh doanh ven sông chịu tổn thất nặng nề. Hiện tại, đỉnh lũ đã đi qua huyện Phủ Thuận thành công và lũ đang từ từ hạ xuống. Một số ngôi nhà ở phố cổ Đặng Cảnh Quan, Phủ Thuận, tỉnh Tứ Xuyên bị ngập lụt. Thưa quý vị, hôm thứ Tư, mưa lớn đã ập đến nhiều nơi ở Trùng Khánh, khiến mực nước của nhiều con sông dâng cao, vượt quá mức cảnh báo, làm ngập lụt các thị trấn, phá hủy đường xá và nhà cửa, thậm chí cầu cạn bị cuốn trôi khiến đường bộ, đường sắt quốc gia bị gián đoạn. Gần 5.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa vì nhà cửa bị ngập úng. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 8 giờ tối ngày thứ Ba, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi ở Trùng Khánh, có mưa lớn ở 24 quận và quận bao gồm Vạn Châu, Trung Tiên và Tây Sơn, trong đó 16 quận có mưa lớn. Vạn Châu có mưa bão cực lớn, hơn 4.500 người ở Vạn Châu đã được chuyển đi. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước Kỳ Giang tiếp tục dâng cao. Vào lúc 11 giờ ngày thứ Tư, mực nước của trạm Kỳ Giang Ngô Châu ở quận Giang Tân là 198,64m. Cao hơn 0,13m so với mực nước cảnh báo lũ. Lũ số 2 năm nay trên sông Kỳ Giang đã hình thành. Vào ngày thứ Tư, trạm giám sát thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng cho sông Kỳ Giang ở quận Giang Tân. Người dân địa phương cho biết chỉ trong nửa giờ, hàng nghìn cửa hàng và nhà dân dọc theo Ngô Kiều đã bị nuốt chửng. Theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, sông Lê Gi và sông Xuân Si ở quận Giang Tân, sông Thông Hội và sông Thang Tây ở quận Kỳ Giang, sông Hữu Giang ở quận Phúc Linh, sông Gia Gạo và sông Chu Nhất ở quận Phùng Kiệt, sông Ngô Kiều, sông Mô Đao ở quận Vạn Châu. 10 con sông bao gồm cả sông Kiến Nam đã vượt qua giới hạn mực nước cảnh báo. Theo một báo cáo khác, Trùng Khánh, Vạn Châu bị mưa lớn và nhiều nơi như Trường Lăng và Ngô Kiều bị ngập lụt. Trận lũ đã nhấn chìm một thị trấn, cầu vượt và một số nhà máy bị ngập. Một nhà máy sơn ở thị trấn Trường Lăng, quận Vạn Châu bị ngập nước với độ sâu từ 2 đến 3 mét, toàn bộ thiết bị và nguyên liệu bị ngập và hư hỏng nặng. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lũ tràn qua bờ kè, tràn vào thị trấn, đường phố biến thành sông.
nhiều phương tiện bị ngâm trong nước, toàn bộ nhà tầng 1 vùng trũng ngập sâu, dường như có người đang bơi vào vùng vẫy trong lũ. Đoạn video cho thấy lũ lụt, đường xá bị cuốn trôi, thậm chí một số ngôi nhà cũng bị lũ cuốn trôi. Theo một báo cáo khác, vào khoảng 7 giờ 48 phút ngày thứ Tư, do lượng mưa lớn liên tục ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh, một số trụ của cầu đường sắt sông Sibu giữa ga Ngọc Bắc Sơn và ga Lạc Thiên trên đường sắt Vạn Lương đã bị lũ lụt làm hư hỏng. Cầu đường sắt bị sập một phần. Ngành đường sắt bố trí cho các đoàn tàu đi qua khu vực này phải đi vòng, quay đầu hoặc dừng chạy. Đoạn video cho thấy cầu Thiên Hưng bị sập, quốc lộ 318, đường cao tốc và đường sắt đều bị gián đoạn. Vào tối ngày 24 tháng 8, một trận lở đất đã xảy ra ở Thủy Trấn, quận Vạn Châu, thành phố Trung Khánh, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 8, một trận lở đất ở thị trấn Thủy, quận Vạn Châu, thành phố Trung Khánh đã khiến nhiều ngôi nhà bị sập và một số người thiệt mạng. Nhân viên chính quyền thị trấn Phong Thủy cho biết có 6 người chết thuộc 2 gia đình, 3 người lớn và 3 trẻ em. Theo báo cáo, chính phủ đã thành lập 4 nhóm công tác bao gồm nhóm xử lý hậu quả, nhóm duy trì ổn định và nhóm điều tra. Một người dân địa phương cho biết không phải 2 gia đình mà chỉ có 1 gia đình, 3 đứa trẻ tử vong, một đứa không phải là con ruột của mình và 3 người lớn. Người dân địa phương thuật lại, người già và trẻ em đều bị chôn vùi, 2 chiếc máy xúc đào cả đêm vẫn không đào ra được. Ngay tại đây, chúng tôi đã chạy trong khoảng từ 110 đến 120 km đêm qua và chúng tôi đã đi xem nó vào sáng nay. Một đoạn video của cư dân mạng đăng tải cho thấy vào tối ngày 24 tháng 8, một vụ lở đất đã xảy ra ở Thủy Trấn, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh khiến một ngôi nhà bị vùi lấp. Và một ngày trước đó tại Trùng Khánh đã xảy ra một thảm kịch từ trên trời rơi xuống khiến 6 người thiệt mạng. Một chiếc xe buýt ở Trùng Khánh bất ngờ bị một tảng đá lăn xuống đè trúng. Nóc xe bị tông trực diện nên bị vỡ một lỗ lớn, khiến 6 người tử vong và 9 người khác bị thương tại chỗ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.